chào đón quý vị đang đến với chương trình Không Gian Song Đấu mùa thứ hai. Thưa quý vị, Không Gian Song Đấu là một sân chơi tình yêu do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sunrise Media thực hiện với khung giờ quen thuộc của chương trình là 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Tại đây, chúng tôi tạo điều kiện để kết nối những chàng trai và cô gái độc thân cùng đến đây để thăng hoa với cảm xúc tình yêu đôi lứa. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng hướng mắt về trung tâm sân khấu để gặp gỡ đại diện của bốn nhà trai ngày hôm nay là ai. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được gặp bốn vị phụ huynh đáng mến cùng với bốn chàng trai nhà họ. Đầu tiên là mẹ Nguyễn Oanh, con trai Đức Thành, mẹ Sanh Điệu, con trai Lịch Lãm. Gia đình thứ hai là mẹ Lê Việt, con trai Công Danh, mẹ Thâm Trầm, con trai Cá Tính. Gia đình thứ ba là mẹ Tuyết Loan, con trai Huy Lâm, mẹ Trẻ Trung, con trai Tuấn Tú. Và cuối cùng là mẹ Tuyết Mai, con trai Tuấn Anh, mẹ Nhẹ Nhàng, con trai Hiểu Biết. Xin mời! Thưa quý vị, xuất hiện trên sân khấu lúc này là bốn bà xui tương lai. Cho Phương Hiếu thay mặt những người thực hiện chương trình xin được gửi đến bốn vị phụ huynh lời chào nồng nhiệt nhất. Xin giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Thị Quanh, tôi năm nay 50 tuổi, con trai của tôi tên là Thành. Dạ, chào đón mẹ Quanh đến với chương trình. Tôi tên là Lê Thị Việt, năm nay tôi 60 tuổi. Tôi là phụ huynh của em Công Danh, mẹ con tôi sống ở Thành phố Hồ Chí Minh. Chào đón mẹ đến với chương trình. Tôi tên là Trần Tuyết Loan, là mẹ của cháu Nguyễn Trần Huy Lâm. Mẹ dạ. con tôi đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Dạ. Mình tên là Nguyễn Thị Tuyết Mai, mình là mẹ của Tuấn Anh, mình đến từ quận Bình Tân. Dạ. Chúc cho bốn người mẹ sẽ chinh phục thật là tuyệt vời nàng dâu tương lai về cho gia đình của mình. Thưa quý vị, nữ chính ngày hôm nay là ai? Mời quý vị cùng theo dõi qua đoạn video clip sau đây nha. Trương Điệp Ly, cô sinh viên, người mẫu 21 tuổi, từng lọt top 30 Hoa hậu biển đảo Việt Nam. Điệp Ly thu hút người đối diện ngay từ ánh nhìn đầu tiên bởi diện mạo vô cùng xinh đẹp. Điệp Ly quê gốc ở Nghệ An, hiện đang sinh sống và học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cô đam mê du lịch, thích vẽ, hát. Chính vì vậy cô nàng đã chọn đi theo con đường nghệ thuật. Ban đầu cha mẹ Điệp Ly kịch liệt phản đối, nhưng rồi cũng dần dần ủng hộ đam mê của con gái. Điệp Ly nhận thấy mình là người vui vẻ, hòa đồng, có khi sống theo cảm xúc. Nhiều người gặp cô lần đầu tiên hay nhận xét cô lạnh lùng, ít nói. Đã trải qua 3 mối tình và từng bị người yêu phản bội khi yêu chính bản thân của mình. Điệp Ly trải lòng rằng dường như cô chọn hạnh phúc cho người khác thì đúng, còn chọn cho chính mình lại sai. Cô đã từng mất niềm tin vào tình yêu trước khi lấy lại được sự cân bằng như hiện tại. Mẫu hình chàng trai lý tưởng với Điệp Ly không cần quá đẹp trai, lãng tử mà cần nhất là biết quan tâm, chia sẻ và đặc biệt phải tuyệt đối chung thủy trong tình yêu. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ cô gái xinh đẹp này nhé! Thưa quý vị, chẳng những là một người mẫu xinh đẹp, một KOL còn là một ca sĩ nữa. Hãy cùng gặp gỡ cô gái xinh đẹp và tài năng của chương trình ngày hôm nay. Cùng chào đón Trương Điệp Ly. Em chào anh. Lời nói đầu tiên thì cho phép em xin gửi lời chào tới quý vị khán giả và tất cả mọi người đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trương Điệp Ly, năm nay em 21 tuổi và hiện tại thì em đang sinh sống, làm việc và học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh và em đến từ Nghệ An. Đến từ Nghệ An, dạ. Nghĩa là đã quyết tâm 5 tiếng rồi. Vào Thành phố Hồ Chí Minh thì em thấy cái điều gì thuận lợi và khó khăn với một cô gái vào đây lập nghiệp?
cái cảm giác kiểu mình phải tự lập ấy, nó khi nào cũng vất vả hơn là có gia đình bên. Kiểu như một mình cũng phải vất vả để bươn chải nhiều hơn, nhưng mà không sao, đó chính là cái trải nghiệm để giúp cho mình trưởng thành và lớn hơn. Lý do vì sao đến với Thông Gia Song Đấu vậy? Gia đình em là rất là thích xem chương trình và rất là tình cờ kiểu mọi người bảo hay là thử lên chương trình tham gia xem như thế nào, thì em cũng đồng ý và quyết định đến đây để tham gia. À, là ở nhà người nhà có xem Thông Gia Song Đấu phải không? Rồi kiểu như là mong muốn em cũng có một cái mối quan hệ và kết bạn với những người bạn, thậm chí là tìm kiếm người yêu cho mình. Dạ yeah. Đúng rồi ạ. Điều đầu tiên mong muốn cũng là như vậy. Khi mà mình đến đây mình sẽ là học hỏi rất là nhiều. Học hỏi nhiều về quan điểm tình yêu. Đúng rồi. Còn nếu mà may mắn là được gặp chia một sẻ anh, nhiều hơn nữa. Dạ, gặp một anh là coi như là tới luôn. Dạ vâng. Nha. Vậy biết tâm như vậy thì các chàng trai ở trên phòng chờ mới hào hứng phải không ạ? Các chàng trai ơi, các bạn cảm thấy như thế nào ạ? Một nhan sắc quá xinh đẹp, nếu như mà các bạn đứng ở tại đây và đứng gần cô ấy sẽ thấy cô ấy đẹp như thế nào. Cho nên hãy cố gắng các chàng trai nha. Còn chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng gặp gỡ với hội đồng người thân của Điệp Ly quý vị nha. Xin mời. Xin chào mọi người. Xin chào MC Hiếu. Xin chào gia đình bốn người và trai. Mình là Trương Thiện, 50 tuổi, là bố của cháu Trương Điệp Ly. Dạ, chào đón chú đến với chương trình. Dạ chú ơi, hồi nãy Ly chia sẻ rằng người nhà coi chương trình Thông Gia Song Đấu thích quá, rồi mong muốn em đến sân khấu này. Thì cái người coi chương trình là chú hay là dạ, cô ở đúng nhà? Rồi, chú. À, vậy hả? Chú có thích về nghệ thuật. Dạ. Hai bố con giống nhau. Dạ. Nên bố thích xem như chương trình này lắm. Dạ. Và muốn dẫn cho con gái đi để có cơ hội làm quen với những người bạn đã được chắt lọc. Dạ. Em kém lắm hay sao hả bố? Em tại vì em hơi bị buồn qua mối tình hơi bị nên em bị giống như không muốn giao lưu. Nghĩa là dạ, có một cái phết từ mối tình trước. Dạ. Đó, mối tình mà làm em cảm thấy có cái phết đó, như là lời bố vừa chia sẻ, là mối tình cuối hay là mối tình nào? À, mối tình đấy thì là mối tình cuối ạ. Em cảm giác là kiểu mình bị tin vào tình yêu nó chưa đến đúng thời điểm nha. Kiểu như vậy, và mình cảm giác là mình chưa đủ quan trọng. Nghĩa là mình không thấy người ta coi trọng mình. Trong tình yêu mà hai đứa yêu nhau mà mình không cảm thấy là mình quan trọng với người ta, cho nên mình cảm thấy mình đâu đó giống như là cái người ngoài cuộc, đúng không? Dạ đúng rồi. Cái mình thấy mình không còn niềm tin nữa. Chứ là người ta không có làm gì sai hết hả? À, người ta có người thứ ba. Một cô gái xinh đẹp như thế này mà người đàn ông ấy cũng có người thứ ba, phải không? Vâng. Không sao, không phải các bạn đó như vậy rồi mình mất niềm tin đâu. Mình đang xuân sắc như thế này, mình mở lòng ra ha, không sao cả. Mình làm quen với hai người kế bên nha. Dạ xin mời giới thiệu ạ. Mình tên là Phương Vi và mình là chị họ của Ly. Dạ, Vi còn lại xin mời ạ. Dạ, chào tất cả mọi người, chào nhà trai, nhà chào chú MC. Chào là... chú MC. Dạ chào anh. Dạ, em là bạn của Ly. Hôm nay em đến đây để mà có thể là lựa chọn được một người bạn hoặc là một người tri kỷ để có thể đi với Ly suốt chặng đường. Ly là một cô gái như thế nào? Ly đối với em là một người con gái rất là hoạt bát, rất là dễ thương. Thưa quý vị, đây chính là đại gia đình của nhà gái chúng ta có mặt tại đây. Hy vọng rằng nhà trai, nhà gái chúng ta đã giáp mặt với nhau rồi. Thì phần còn lại chính là hãy nỗ lực, quyết tâm để cùng trao cho nhau những cảm xúc và đặc biệt tìm cho nhau những cơ hội để hai gia đình có thể kết đôi với nhau. Ở vòng đầu tiên, chúng ta sẽ cùng theo dõi lần lượt 4 vị phụ huynh nhà trai sẽ dùng 4 hành động dễ thương để miêu tả về những đặc điểm nổi bật nhất về 4 người con của họ trên sân khấu. Từ hành động, gia đình nhà gái sẽ hội ý và đoán xem các vị phụ huynh muốn ám chỉ điều gì về người con của họ. Lúc này, các vị phụ huynh sẽ được lên tiếng chia sẻ đáp án và cho thấy tại sao con của họ lại là số 1.
Nghe hết 4 lời chia sẻ, gia đình nữ chính sẽ loại đi một gia đình mà họ cảm thấy không phù hợp nhất và nêu rõ lý do vì sao gia đình đó bị loại. Thưa quý vị, chào đón quý vị đang đến với vòng đầu tiên của chương trình Thông Gia Sòng Đấu. Ở vòng này, chúng tôi đặt một cái tên mỹ miều, đó chính là Con Tôi Là Số 1. Ngay bây giờ, chúng ta cùng xem mẹ nhà trai số 1 sẽ dùng hành động dễ thương gì để diễn tả về con trai của mình. Dạ, xin mời mẹ ạ. Dạ, em thấy cô đang làm động tác ban đầu như vậy, em thắc mắc là không biết có phải là bạn đó biết may vá không ạ? Biết may vá. Em thì cũng vậy, em nghĩ là cái động tác đó là chắc là cầm cái thước đo đo đồ xong rồi ghi lại cái số thước đo đó. Với những chia sẻ của nhà gái thì có đúng là con mình làm công việc đó hay không? Hay là mẹ muốn gợi ý và diễn tả điều gì về con của mẹ? Dạ, thì đúng theo nhà gái đón là con trai của tôi là trưởng phòng marketing của thời trang ạ. Mà là làm về marketing phải không mẹ? Dạ. Làm về marketing của mảng thời trang. Wow. Thì con trai của tôi là rất là giỏi luôn mà tánh tình hiền lắm. Nếu mà con gái về được với lại gia đình bác thì là con rất là yên tâm. Con rất là phải nói là đủ mọi cái là con trai của bác là đều đáp ứng cho con hết. Vì em này rất là chu đáo luôn, rất là tỉ mỉ luôn. Con trai của bác là số 1 luôn đó nha. Ba thấy sao ba? Ba thấy thì cũng được. Dạ. Chắc là cũng thích cái đẹp thì chắc cũng yêu con gái của ba. Dạ vậy hả? Ý ba nói con gái ba đẹp. Thưa quý vị, đó chính là nhà trai số 1 đã vừa thể hiện xong. Mời mẹ và trai số 2 bắt đầu. Em nghĩ là múa hoặc có thể là một biên đạo múa. Múa hoặc là biên đạo múa. Dạ. Thì thấy mẹ diễn tả là cứ dày qua vòng vòng, là nghiêng về múa nhiều. Thì thấy cô múa rất là dễ thương, chắc là nghĩ là chắc anh đó làm vũ công. Đúng không? Em cũng nghĩ vậy. Ồ vậy cô cho con hỏi là buổi đêm là anh đó có tới làm nhảy múa ở các hộp đêm không cô? Họ làm hộp đêm thì không có, nhưng mà biên đạo múa. Con trai tôi thì rất là giỏi, là múa rất là đẹp. Dạ. Mà biên đạo múa cho các trường cấp 3. Dạ. Trường nào cũng được đoạt giải. Ồ. Mà đang là sinh viên học đấy đó, năm nay 21 tuổi mà. Ủa, 21 tuổi thôi hả mẹ? À, giỏi quá vậy em. Làm diễn viên nữa. Dạ. Tất cả các môn nghệ thuật, về môn nghệ thuật này là rất là giỏi. Con của mẹ thì là rất là thương mẹ. Hãy đi là mà làm về là về tới nhà là hỏi mẹ liền, mẹ đâu? Rồi thấy mẹ làm gì thì hỏi mẹ bữa nay mẹ làm gì, có mệt hay không? Mà khi có về trễ thì là điện cho mẹ ơi, hôm nay kẹt xe hay là chương trình con hơi trễ một chút, là con sẽ về muộn một chút. Mẹ đừng chờ, cứ ăn cơm trước đi. Là chia sẻ những cái gì mà mệt nhọc ở trong cái công việc của mình thì vậy chia sẻ, hai mẹ con hay tâm sự với nhau. Hay quá, luôn quan tâm và liên kết với mẹ ha, gọi điện tâm sự với mẹ. Rõ ràng khi mẹ chia sẻ như vậy thì con của mẹ chắc là số 1 trong lòng mẹ rồi, phải không ạ? Nhà gái thấy như thế nào về một chàng trai như vậy, quan tâm yêu thương gia đình nè, chủ động tự lập đi làm việc nè, đang làm công việc nghệ thuật đó là bên cạnh múa?
Theo em thấy á, thì nếu như mà bạn trai mà làm công việc về nghệ thuật thì cũng có liên quan tới em gái của em, cũng có thể là có bổ trợ, nhưng mà cái độ tuổi của bạn này 21 tuổi thì so với một người đàn ông thì còn là khá trẻ. Và cái công việc làm biên đạo thì thời gian nó sẽ thất thường á, không biết là có tạo được cảm giác an toàn cho em gái không nữa. Em đang thắc mắc. Mình cũng quan ngại điều đó, tại vì em gái của mình cần cảm giác an toàn. Dạ đúng. Đúng không? Còn ba thấy sao ạ? Ba thấy thì trong nhà có một người theo showbiz thôi, chứ hai người theo showbiz thì ba hơi đuối. Nghĩa là nếu mà đều theo nghệ thuật hết thì đôi khi ba sợ là ai cũng đi hướng ra ngoài hết á, thì ít ai chịu ở nhà. Phải không? Khoan nữa, không biết bạn trai đó có không được mạnh mẽ không, tại vì cái nghề múa thì sợ nó không được mạnh mẽ lắm. Dạ không, thật ra là nghề múa hiện nay nó cũng là một cái hoạt động nghệ thuật. Không nhất thiết ai tham gia nghề múa thì phải không được mạnh mẽ. Mà thậm chí là đàn ông bây giờ có nhiều cái xu hướng lắm. Người ta có thể là mạnh mẽ, người ta có thể là dịu dàng. Đó chỉ là cái cách thể hiện sự nam tính thôi. Chứ bố đừng có nghĩ là khi mà đàn ông học múa rồi sẽ không có được mạnh mẽ. Cái kiểu như là không có yêu con gái thì không phải đâu. Không yêu con gái chứ không đến đây đâu. Bố yên tâm ha. Tại vì con gái của bố đó hơi có cá tính chút xíu, sợ con trai mà hơi yếu yếu là kèm nó không nổi. À, vậy là bố nghĩ là một chàng trai phải cá tính nữa thì mới kèm nổi. Cũng có thể, cũng có cái trường hợp là nếu cá tính quá mà gặp nhau á, đôi khi hơi chổi nha. Một cô này quá cá tính mà chàng kia dung hòa được, uyển chuyển được thì chắc theo hiếu nghĩ thì sẽ dễ hợp hơn. Nhưng đó là góc nhìn của bố, không sao. Còn em thì em nghĩ bạn này thì rất là ok. Tại vì khi một người con trai á, mà lớn rồi mà đi ra ngoài kiếm tiền rồi, mà dẫn về kiếm mẹ, dẫn về hỏi thăm sức khỏe, hỏi thăm mọi thứ, lo lắng mọi thứ, thì cũng sẽ là một người chồng lo cho vợ. Chính xác, cho dù là người đàn ông của gia đình. Dạ đúng rồi, cho dù có làm cực khổ ở ngoài thì dẫn về dành thời gian cho gia đình, chứ không phải là vừa về là nằm ra ngủ. Đúng. Đó, em là chấm cái đó. Cái chi tiết hay ở chỗ hồi nãy mẹ chia sẻ là ví dụ đang trên đường đi về mà lỡ có kẹt xe về trễ cũng gọi điện báo cho mẹ để mẹ đừng lo. Chứng tỏ rằng là chàng trai này rất là quan tâm đến cảm xúc, rất là quan tâm đến người thân trong gia đình của mình. Mình có điểm cộng chứ đúng không? Dạ, đó chỉ mới là chàng trai số 2 thôi. Mẹ số 3, mời mẹ lên sân khấu à. Khi nào làm mô đồ giống con gái của bố không? Cũng đang trình cũng, diễn. Tạo dáng, tạo dáng đúng không? Kiểu đứng qua đây. Ừ, đó, tiểu tạo dáng. Có thể nha, có thể. Em thì không có nghĩ ra, nhưng mà có thể đoán chút chút là chắc là diễn viên. Tại vì cái cảm xúc hồi nãy cô đó là buồn, vui, rồi này kia nọ nữa đó. Nghĩa là đa sắc. Dạ. Diễn tả cảm giác đa sắc. Nhưng mà có một cái chi tiết không biết là riêng bản thân Ly thì có để ý không? Là đầu tiên là cao nè, cao ráo đẹp trai, dường như cái hành động diễn tả lên và anh dày lên là cao ráo. Thường đàn ông chúng tôi nếu mà thể hiện sự đẹp trai lại đó, kiểu vậy. Cháu Lâm là rất là cao đẹp trai và đã tốt nghiệp đại học sân khấu, hiện là đang đi diễn, cũng có tham gia một số chương trình người mẫu. Ngoài ra đó, cháu có tài là kinh doanh nữa, có tự mình bươn chải, tự làm kiếm được tiền và mở được quán cà phê để kinh doanh riêng cho mình. Nói chung là cháu rất là ngoan, biết phụ cha mẹ, ông bà. Con của tôi là số 1. Nhìn mẹ trẻ đẹp như vậy, chắc là con trai phải thừa hưởng cái gì đó từ mẹ chứ không có đơn giản đâu. Đúng không? Thấy làm mô đồ là bố thích rồi đó. Dạ. Là cứ cái gì mà làm trúng nghề với con gái của bố là bố chịu. Vậy mà nãy nhà kia làm nghệ thuật cái bố sợ. Cái nghề nghiệp nó khác, còn này là cái ngoại hình. Dạ, là bố đang nói về tương xứng về ngoại hình. Tức là hai bên xứng với nhau. Thanh mai trúc mã. Em có hay ghen không? Không. Em siêu ghen hay là em ghen vừa vừa, hay là ghen cho có gia vị? Em thật sự mà nói thì em là một người rất là ghen. Rất là ghen. Vâng. Ghen vô cớ hay là ghen có lý do? Ghen có lý do, và em thường ghen là em sẽ ghen trong im lặng. Ghen trong im lặng, cái ghen trong im lặng mới mệt. Thà ghen mà nói ra ngoài để người ta còn giải quyết. Còn này ghen mà không nói gì sao biết ghen vì cái gì.
cũng căng à, thưa quý vị. Đó chính là cậu con trai của gia đình số 3 đã mang đến nhiều suy nghĩ hơn, nhiều những nhận định hơn từ phía nhà gái. Để xem mẹ nhà trai còn lại sẽ xuất chiêu như thế nào. Dạ, mời mẹ. Có tuyệt chiêu, có tuyệt chiêu. Em cũng rối não lắm anh. Rồi. Cái động tác ban đầu lúc mà cô rút cái tờ giấy ra thì giống như là đang làm xiếc, đang làm ảo thuật vậy anh. Yeah. Nhưng mà tới động tác thứ hai nhìn cô lau lau giống như đang lau kính vậy. Yeah. Rồi sau đó cô dứt cái giấy đi. Em mới không hiểu sao ủa người này lau mình hoang mang mà, ha. Lau xong mà không đem quăng thùng rác mà dục đi tùm lum nhá. Chị có vẻ buồn. Em không biết làm cái gì. Không biết cái gì. Vậy thưa mẹ, con trai của mẹ là người như thế nào? Vì sao con của mẹ là cậu con trai mà mẹ cho rằng là số 1? Mời mẹ. Thì nói chung là con trai của mẹ ở nhà rất là siêng năng, chịu khó. Yeah. Cháu năm nay là đang học đại học năm nhất. Yeah. Trường đại học Bưu điện Sài Gòn. Yeah. Mà cháu ở nhà thì rất là hay phụ mẹ làm những cái việc lặt vặt như lau nhà, quét nhà, dọn dẹp vậy đó. À. Đó, cho nên là... Vậy là em đoán đúng rồi. Nói chung là cháu là... chịu khó mà còn đi làm thêm kiếm tiền để đi học nữa, cho nên con của mẹ là số 1. Cảm ơn mẹ đã chia sẻ về cậu con trai. Một chàng trai vừa đi học vừa đi làm, bên cạnh đó là ở nhà vẫn phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa. Nhà gái nghĩ sao ạ? Theo mình thấy thì đây có thể là một chàng trai có tính cách của gia đình. Cũng có một cái phần nào đó an toàn, nhưng mà bạn là mới là sinh viên thôi, thì về kinh tế thì bạn là chưa vững. Mình đang phân vân điều đó. Dạ. Thưa quý vị, nhà gái ngay lúc này phải làm một công việc rất rất quan trọng và thậm chí hơi khắt khe chút xíu, đó chính là phải dừng cuộc chơi ngay với một gia đình mặc dù mình chưa gặp gỡ cậu con trai gia đình nhà người ta. Thời gian hội ý dành cho nhà gái bắt đầu. Như vậy, thời gian hội ý dành cho nhà gái đã hết. Dạ, xin mời ba nhà gái sẽ đứng dậy và cho chương trình được biết đâu là gia đình mà mình phải dừng cuộc chơi ngay lúc này. Xin mời quyết định của ba. Sau khi gia đình chúng tôi hội ý thì chúng tôi quyết định là sẽ dừng cuộc chơi với gia đình số... số 2 à? Số 2. Dạ, có thể cho chương trình biết lý do không ạ? Dạ, tại vì cháu làm về múa này kia thì bố hơi lo cháu không đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ cho con gái của bố lâu dài. Xin lỗi. Là mình sợ cái vấn đề đó. Mình sợ là làm nghề múa thì sao không được mạnh mẽ. Dạ, nhà trai nghĩ sao về quyết định này của nhà gái ạ? À, không, tôi
cũng xin cảm ơn nhà gái ha, cái đó là tùy chọn của nhà gái để tìm cho con gái mình một người như ý mình muốn. Thì tôi cũng không buồn, là tại vì bây giờ tôi chọn cũng phải chọn một người vừa ý, thì đàn gái cũng thế thôi, nhá. Cũng tôi cũng tôn trọng quyết định của nhà gái. Nhưng mà thưa mẹ nhà trai, con trai nhà mình có phải là một chàng trai không mạnh mẽ như là nhà gái nói hay không? Cái đó là cách nhìn của mỗi gia đình. Dạ. À, trong tôi thì là con tôi thì là cái như thế là nó hoàn hảo, nó theo ý của mình. Dạ. Nó trong mắt mình con mình là số 1. Nhưng mà với người khác, người ta chọn cho con người ta thì là nó không chưa có đủ tiêu chuẩn. Dạ. Thì mình cũng không có nên không nên ép buộc. Dạ. Dạ. Rõ ràng là nhà trai cũng rất thấu đáo, lựa chọn không nằm ở mình. Cho nên chọn sao thì mình chịu vậy thôi. Thưa quý vị, để xem với quyết định của gia đình nhà gái ngay lúc này dừng cuộc chơi tại vì công việc của bạn nam nhà trai. Đó chính là làm công việc biên đạo múa, sợ là không mạnh mẽ để có thể bảo vệ và đồng hành cùng với con gái của mình. Khi chàng trai ấy xuất hiện ngay tại sân khấu này, nhà gái có thay đổi quan điểm và có điều gì bất ngờ hay không? Ngay lúc này chúng ta sẽ được diện kiến cậu con trai gia đình số 2. Xin mời! Rồi, chào em. Em chào anh. Em xin chào tất cả mọi người. Xin chào bên quý phụ huynh của nhà trai và cũng như phụ huynh của bên nhà gái. Em xin được giới thiệu, em hiện tại đang là diễn viên tự do và là một biên đạo nhảy. Ý là hồi nãy là mẹ có giới thiệu nhầm lẫn là em là một biên đạo múa, thì thật ra là em là bên chủ đạo là bên nhảy chứ không phải là bên múa. Dạ, người ta ra đến chính liền, ta nhảy chứ không có múa nha. Nghe tới múa thì cái gì đó nó dịu dàng, tại vì nãy mẹ cũng làm vậy nè em đó. Cho nên là cũng dễ là người ta liên tưởng đến cái hành động đó. Nhảy với múa thì nó khác nhau và giống nhau chỗ nào? Dạ em nghĩ là nhảy thì mình sẽ cần những cái động tác nó hơi mạnh mẽ và cũng hơi nhanh. Dạ. Và hơi liên kết theo nhạc xíu. Nhưng mà múa thì mình có thể là nhẹ nhàng hơn, và kiểu là múa thì nó đa số là nhạc nó sẽ bồng bềnh. Còn nhảy thì nhạc nó sẽ mạnh mẽ và cứng hơn. Dạ. Hồi nãy bên nhà gái dừng cuộc chơi với mình là sợ mình làm công tác biên đạo này thì mình sẽ mềm mại quá, mình giống như là không có bảo vệ, không mạnh mẽ bảo vệ được con gái nhà người ta. Em thấy quan điểm này của nhà gái đúng hay sai? Dạ em nghĩ là biên đạo nhảy nó không có nhất thiết là có một cái quy chuẩn nhất định là mình phải là một người phải dịu dàng hay là nhẹ nhàng. Mình là một người mạnh mẽ hay là cứng rắn thì mình cũng có thể là một biên đạo nhảy được. Bởi vì là khi mà làm biên đạo nhảy thì mình cần có một cái đầu thật là thông minh và tạo ra những một cái bài diễn cho các em thật là hay thì các em mới giành giải được. Thì em nghĩ là nếu như mà để nói là làm biên đạo nhảy hay múa thì nói về giới tính của các bạn thì nó cũng khá là không đúng ạ. Ở đây thì không có nói về việc là mình nói về giới tính mà sợ là mình mềm mại quá, mình dịu dàng của mình không có đủ mạnh mẽ để bảo vệ thôi. Thôi thì bây giờ mình thử thách một chút xíu tài năng đi. Mình là biên đạo đúng không? Mình có thể biên đạo một vài động tác gì đó cho Điệp Ly thực hiện tại đây liền không? Dạ ok. Dạ được. Được không? Mình biên đạo mà chỉ một vài động tác giống như em đang hướng dẫn học trò vậy đó. Để thứ nhất nha. 1 2 3 4 5 6 xoay xoay bảy xoay 6 7 xoay vô xoay xoay tiếp. Xoay vòng tròn vô ha, vòng tròn vô à, rồi vậy nha. Dạ thử bây giờ, nãy là thử rồi đó, giờ thiệt nè. Phải không? Phải nha. Đơn giản rồi. 2 3 vô. 1 qua bên đây trước nha. 5 6 7 đi. 1 2 3 4 5 6 7. Ông biên đạo là chết rồi. Tại vì em xin lỗi, tại vì ý là bạn nữ sinh quá nên em cũng hơi ngại.
Bạn nữ sinh cũng hơi ngại hả? Dạ. Là ngại dữ chưa? Chưa gì là biên đạo cho con gái người ta xà vào lòng mình luôn mà ngại. Đây là một chàng trai thích nhảy. Và những chàng trai thích nhảy thì manly cực kỳ, không có mà mềm mại là yếu đuối đâu. Nhà gái có thay đổi quan điểm hay không khi thấy bạn xuất hiện tại đây? Gia đình nhà gái vẫn không thay đổi quan điểm. Tại vì sao ạ? Không phải là chê em không mạnh mẽ hay gì, nhưng mà tại vì gia đình của bố muốn một người phải có cảm giác thật là an toàn cho con gái của bố. Muốn có cảm giác thật là an toàn. Có thể là gia đình em chưa gặp được những cái người mà họ làm trong môi trường nhảy hoặc là múa có được cái sự mạnh mẽ. Đâm ra là hồi nãy mẹ có nói là bạn nam múa thì nghe thì nó quá là yểu điệu đi. Khi mà bạn bước ra thì nhiều khi cái suy nghĩ đó nó cũng không thay đổi. Tại vì mình thấy bạn cũng không có được nam tính cho lắm. Dạ. Dạ, ý là mỗi người có một cái góc nhìn khác nhau. Cho nên là em nghĩ là bên nhà gái cũng sẽ có một quyết định đúng đắn về con gái của mình. Thôi thì góc nhìn mà phải không? Mình không con thể trai nào ơi, mình... Con trai ơi, dạ. Cho bố hỏi thật nha. Con thích con trai hay con gái? Con thích con gái, con mới tới đây chứ. Dạ. Dạ, nghĩa là trong mắt của nhà gái thì chàng trai này vẫn đâu đó mềm mại. Dạ. Thôi đó là góc nhìn của mọi người. Dạ. Nhưng quan trọng là riêng bản thân anh Hiếu thì anh Hiếu hiểu công việc này, cho nên đâu đó cũng hiểu được rằng cái nỗ lực của mình đến đây cùng với mẹ với mong muốn cái gì. Dạ, thôi thì mình mời mẹ di chuyển lên sân khấu nha. Dạ. Thật ra điều này cũng bất ngờ ha. Dạ, khán giả có mặt tại trường quay, bạn này đủ nam tính không ạ? Dạ, rõ ràng là Hiếu thấy là khá là nam tính mà. Chắc tại vì mình do cái gieo trong đầu á, gieo trong đầu cái nghề múa ngay từ đầu á. Thật ra hiện nay nghề múa cũng rất là cần sự mạnh mẽ và nam tính. Chỉ là họ chọn cái cách thể hiện ra mềm mại thôi, chứ nội tâm thì vẫn mạnh mẽ lắm. Nó không có liên quan gì tới giới tính cả đâu. Thời nào rồi mà còn phân biệt giới tính về vấn đề nhảy múa nữa mẹ ha. Thôi không sao, cảm ơn mẹ đã đến với chương trình rất là nhiều. Và tin chắc rằng là người ta thôi không chọn mình mà. Thôi mình cũng không có buồn mẹ ha. Xin nói với nhà gái là khi con tôi đã đến đây để tham gia thì nó đã xác định à, thì từ đầu, ví dụ như anh không đã chọn gia đình tôi thì cũng không nên hỏi con tôi câu nói đó. Tại tôi nghĩ câu nói đó là khiếm nhã. Cái chuyện bây giờ trẻ nó thương nhau, chọn nhau là chuyện của nó. Còn mình chỉ đưa ý kiến thôi. Bây giờ chưa có ý kiến của cô dâu mà anh đã chọn thì tôi cũng chấp nhận cái điều đó, nhưng mà không nên hỏi. Dạ. Dạ. Dạ, Hiếu cũng hiểu điều này. Dạ thì đôi khi là nhà gái cũng chắc là cũng muốn nói hỏi thêm về em, nhưng mà đôi khi thì đúng là câu hỏi này thì khi nhà trai đã khẳng định rồi thì đôi khi mình hỏi sâu quá nó cũng kỳ. Dạ. Dạ em cũng xin lỗi vì đã lại gia đình. Dạ em xin chúc mẹ và anh có thật nhiều sức khỏe và thành công hơn nữa trong tương lai. Dạ. Dạ. Dạ cảm ơn hai mẹ con rất nhiều ạ. Thưa quý vị, trong vòng tiếp theo, rất nhiều những cảm xúc chân thành sẽ được gửi đến quý vị và các bạn. Chúng ta cùng đến ngay với vòng 2 mang tên Trái tim chân thành. Ở vòng 2 này, ba chàng trai lần lượt xuất hiện trên sân khấu và có một phút chinh phục trái tim nữ chính bằng những lời ngọt ngào và 30 giây để gửi gắm cảm xúc chân thành của mình qua những hành động cụ thể. Sau đó, các bậc phụ huynh sẽ có một phút xuất chiêu hỗ trợ cho con trai mình đưa ra những lời thuyết phục chân thành nhất, tiếp sức cho con trai của mình. Thưa quý vị, tại vòng 2 trái tim chân thành này, nhà gái sẽ được diện kiến từng cậu con trai cưng của gia đình nhà trai xuất hiện tại sân khấu này. Hãy cùng gặp gỡ cậu con trai gia đình số 1. Xin
xin chào khán giả và gia đình nhà gái. Thì em đây là Thành. Em hiện nay thì em đang làm marketing tại một brand quần áo. Dạ. Em thì cũng con người hơi khô khan hướng nội. Hơi khô khan hướng nội hả? Dạ. Cũng hơi run lần khi lần đầu tiên lên được chương trình, một chương trình lớn như thế này. Dạ. Bây giờ hãy bình tĩnh và tự tin để chinh phục nữ chính ngày hôm nay. Một phút dành cho hai bạn, bắt đầu. Chào em. Anh đến đây thì anh lần đầu tiên. Anh vốn dĩ khô khan. Đến đây thì anh hơi run. Đấy là suy nghĩ trước đó. Và cho đến khi anh gặp em thì anh không nghĩ mình khô khan đến vậy. Không biết em cần một người chàng trai như thế nào? Em thì đơn giản một người trưởng thành, biết quan tâm và bảo vệ người mình yêu. Đừng lo những điều đấy, anh có cả. Mời em về với đội của anh. Còn thời gian 10 giây quyết định. Chết rồi. À đây rồi. Mang liệt cho em. Chiêu trò dễ sợ chứ không đơn giản nha. 30 giây cảm xúc chân thành, bắt đầu. Hành động đi. Hành động đi. Hành động mạnh lên nữa. Vậy thôi hả? Mặc dù chàng này nói là hướng nội nha, nhưng mà rõ ràng cái lợi thế của người hướng nội luôn luôn là không nói thì thôi, nói là vào vấn đề, vào trọng tâm liền, sức chiêu liền cũng được đấy. Bây giờ thưa mẹ nhà trai số 1, chúng ta có thêm một phút để gấp thêm những lời ngon tiếng ngọt, thuyết phục nhà gái, để nhà gái có thêm thiện cảm với mình. Một phút dành cho mẹ, bắt đầu. Xin chào đàn gái. Nếu mà đàn gái mà thấy con tôi mà có những cái hành động mà chân tình như vậy thì đâu cũng là cái duyên. Nếu mà hai cháu mà nó kết hợp được á thì tôi rất là vui. Hẹn hay điều xin gì? Nói với lại cô gái là nếu mà con về với lại con trai của cô á thì con yên tâm, con trai của cô á là về mặt vấn đề công ăn việc làm thì cũng ổn định. Rồi em thì tánh rất là hiền mà hòa đồng mọi người lắm, thì công việc nhà thì cũng hay giúp mẹ, thấy nhẹ nhàng vậy đó, nhưng mà cái tình cảm thì nó cũng sâu sắc lắm, mà lại có những cái tấm chân tình chia sẻ với là những người xung quanh. Dạ, cảm ơn mẹ nhà trai rất nhiều. Ngay bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ cậu con trai gia đình số 3. Thở đi. Dạ không, tại vì em đứng kế người đẹp em hơi run một xíu. À là em nói anh. Tại vì dạ không, em nói. trước mắt cho em xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình cũng như là đang có mặt tại trường quay. Em chào anh Phương Hiếu. Em tên là Nguyễn Trần Huy Lâm. Công việc hiện tại của em đang là một diễn viên tự do. Dạ. Và ngày hôm nay em đến đây em muốn tìm một nửa tình yêu cuộc đời của mình. Dạ. Và em mong là được gia đình của nhà gái ủng hộ, được mọi người ủng hộ. Dạ. Và được ly cho cơ hội tìm hiểu. Ly cho cơ hội tìm hiểu. Nãy giờ trong hai anh thì anh này ra nói được tên Ly ha. Anh nhớ nãy giờ. Dạ. Trên chắc để ý dữ lắm. Dạ, Trương Điệp Ly
cái tên rất ấn tượng và rất là đẹp. Hai, người ta để ý mình nãy giờ từ trên phòng chờ, cho nên Hiếu sẽ không làm mất thời gian nữa. Thời gian dành cho hai em bắt đầu. Ly, anh không biết nói cái gì, tại vì thực sự hai đứa mình là chung này với nhau. Và anh cũng rất là lo khi, tại vì khi mà anh tới chương trình này, anh không hề biết em làm nghề diễn viên. Tại vì quá khứ anh đã từng quen người trong nghề và cũng đau khổ, cũng mất niềm tin hết mọi thứ. Nhưng mà nãy giờ anh ngồi ở phòng chờ, anh suy nghĩ, anh thấy giống như là cái chuyện mà chia tay hay chuyện tan vỡ gì đó là chuyện do bản thân của mọi người có vấn đề, chứ không phải là do nghề nghiệp gì hết. Và lúc anh ngồi nghe monitor, anh coi, anh thấy mình hơi thích em một tí. Anh không có hứa hẹn gì nhiều, anh chỉ nói là khi mà em về bên cạnh anh sẽ chăm sóc cho em mọi thứ. Tại vì anh chung nghề với em và anh hiểu em muốn cái gì. Và anh mong anh sẽ có một cơ hội. Nhà gái cho con một cơ hội. Vừa đủ một phút để chia sẻ. Bây giờ là 30 giây với cảm xúc chân thành, hay là một hành động chân thành nào đó gửi đến Ly. 30 giây bắt đầu. Nhìn vô mắt anh, em nhìn đâu vậy? Anh không hứa hẹn gì với em hết, nhưng mà anh sẽ cho em một cảm giác ấm áp khi anh bên cạnh em. Anh hiểu em cần cái gì? Em có đồng ý, còn nếu mà em ngại thì anh xin phép lui. Dạ, hết giờ. Em tôn trọng phụ nữ lắm anh. Dạ, dạ, bây giờ mời mẹ nhà trai số 3, chúng ta cùng có thêm một phút để đưa ra những lời lẽ thuyết phục gia đình nhà gái giữ con trai của mình lại. Xin mời ạ. Xin chào nhà gái, chào con gái. Con trai của cô á, là một đứa rất có nghị lực, có sự cố gắng, kiên trì. Và bé rất là có một cái năng lượng tích cực. Nếu mà con đồng ý về với lại con trai của cô á, thì con trai của cô á, sẽ cho con nhiều năng lượng tích cực. Và con trai của cô rất là giỏi, có thể là biết giúp cho con về công việc của con, và cũng như là trong việc kinh doanh, giúp cho gia đình. Ngoài ra, nếu mà con đồng ý về với con trai của cô, thì cô sẽ tặng cho hai đứa một căn nhà mặt tiền. Hy vọng là bên thông gia, nhà gái chấp nhận tình cảm của hai đứa. Dạ. Thưa quý vị, rõ ràng là với thông điệp mà nhà trai mang đến là họ đã sẵn sàng cho một mối lương duyên, chuẩn bị cả về mặt vật chất, về mặt tinh thần. Một điều rất là thích qua chia sẻ của mẹ nhà trai đó chính là mang đến nguồn năng lượng tích cực. Trong cuộc sống của chúng ta, chỉ cần chúng ta có nguồn năng lượng tích cực thôi, thì dù đó là những lúc khó khăn, những lúc vất vả, chúng ta rất là dễ vượt qua nó, và chúng ta sống thảnh thơi hơn, sống thoải mái hơn, đỡ vất vả hơn. Cảm ơn em. Dạ. Ngay bây giờ hãy cùng diện kiến cậu con trai của gia đình số 4. Em là Tuấn Anh, hiện tại em là sinh viên năm nhất, học tại trường Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ạ. Hồi nãy mẹ em có giới thiệu thì ngoài học bên trường em còn đi làm thêm ở ngoài. Dạ, yeah. Thì mẹ cũng giới thiệu rồi luôn. Yeah. Mà đặc biệt là cái chàng trai này xuất hiện ra là thấy đúng là Bưu chính Viễn thông liền, phải không? Bắt đầu đó nó mạnh mẽ, nó khẳng khái, đầu đó thấy công nghệ liền vậy đó, yeah. Kiểu vậy. Rồi, hai chàng trai trước đó chắc là em ở bên trong cánh gà cũng đã nghe rõ họ đã dùng tuyệt chiêu gì để chinh phục Ly. Rồi, thời gian dành cho hai em, một phút bắt đầu. Chào Ly, thì thực sự anh đến đây không có vẻ hào nhoáng mà chỉ có sự chân thành. Thì lần đầu mà anh gặp em và anh nghe nói là em ở Nghệ An thì anh rất là háo hức.
Bởi vì thực sự anh cũng rất là thích Nghệ An. Anh thích Nhút Thanh Chương nè, anh có tìm hiểu. Anh cũng có từng đi đến Nghệ An và tham quan ở đó. Anh cũng có biết Tương Nam Đàn, Mật Tân Kỳ. Và không biết là nếu mà có thể thì anh có thể về quê của em để mà mình được em dẫn đi đây đó, đi tham quan nhà Bác Hồ. Sự thì anh cũng chưa có nhiều cái gọi là sự nghiệp, nhưng mà anh có ý chí và anh muốn mình có thể có một mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài, có thể đi từ bạn bè đến tình yêu và thậm chí sau đó là đến lâu dài, hai người đi với nhau. Thì anh đến chương trình này mục đích là để tìm cho mình một người bạn như vậy. Em có muốn một phần tiếp theo của anh không? Bây giờ là 30 giây cảm xúc chân thành thể hiện bằng hành động mà không nói, để xem anh ấy sẽ làm gì. 30 giây bắt đầu. Anh xin phép. Tám giây cuối cùng. Cái chiến thuật của mình trong 30 giây, anh Hiếu thấy rất là rõ là mình nắm chặt tay cô ấy và mình truyền tải qua bằng ánh mắt, đúng không? Nhưng rồi sau đó vì anh Hiếu hối á, còn mấy giây cho nên là bạn ấy bộc phát đó. Chứ thật ra chắc định nắm luôn 30 giây đúng không? Dạ. Phải không? Dạ, thì là lúc đó em cũng có ý định là hai người nhìn mắt nhau để tăng cái sự tin tưởng với nhau. Dạ. Nhưng mà sau đó em thấy bạn có vẻ ngại, cho nên là em muốn thể hiện hành động hơn nữa là một sự hôn trán, là mục đích gọi là thể hiện cái sự bảo vệ của người đàn ông. Bây giờ thưa mẹ, con trai của mẹ dường như đang thể hiện quá tốt trên sân khấu. Còn lại một phút là dành cho mẹ nhập cuộc. Hy vọng rằng mẹ thuyết phục thêm dành cho con trai của mình. Một phút dành cho mẹ thuyết phục nhà gái, bắt đầu. Dạ, xin chào gia đình nhà gái. Chào con gái. Thì nãy giờ coi như là con trai mẹ đã thể hiện như vậy thì không biết là con có hài lòng không? Chứ mẹ là mẹ thấy là mẹ hài lòng. Rất là hài lòng rồi. Tại vì con mẹ mẹ biết. Nói chung là cũng như lúc đầu mẹ giới thiệu như vậy đó. Thì bây giờ mẹ nói thêm giống như là tại vì mẹ là có một cái nghề ngày xưa là một cái nghề gia truyền từ làm hoa khô á, cho nên làm những cái mảng mà những cái mô hình này kia nọ đó. Thì em học xong á thì sẽ ra hỗ trợ mẹ làm trong cái việc đó. Tại vì bé học bên mảng thiết kế với quảng cáo. Dạ. Cho nên là cũng hy vọng là sau này em nó sẽ, nếu như mà con chịu Tuấn Anh nhà mẹ thì là con sẽ sướng đó, chứ không tới nỗi khổ đó. Cảm ơn em và chúc em gặp nhiều may mắn. Nếu phải diễn tả cảm xúc của em trong 3 phần tương tác vừa rồi bằng một từ thì đó là gì? Một từ đúng không? Ừ. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Thưa quý vị, phần tương tác với cả ba chàng trai mang lại cảm xúc tuyệt vời cho nữ chính của chúng ta là Điệp Ly. Chàng gái lúc này phải đưa ra một nhiệm vụ quan trọng, đó chính là dừng cuộc chơi với một gia đình mà mình cho rằng ít phù hợp với con gái của mình hơn. Thời gian hội ý dành cho nhà gái bắt đầu. Ngay bây giờ, mời bố nhà gái lên tiếng và hãy cho chúng tôi biết đâu là gia đình nhà trai mà bố nhà gái phải dừng cuộc chơi. Xin mời bố đứng dậy đưa ra quyết định cuối cùng. Sau khi gia đình chúng tôi hội ý, vì gia đình chúng tôi cũng khá truyền thống, tôi cũng không được thích lắm.
cháu trai số 1 và số 4 mới gặp lần đầu mà đã thơm con gái của tôi. Nếu mà quyết định là có thể bố sẽ loại số 1 với số 4 được. Tại gia đình bố cũng khá truyền thống. Bố không thích mấy một phút đầu tiên mà đã đến thơm con gái của bố là bố là... Nhưng mà thật ra thưa bố, điều này nè, có thể là cái áp lực một chút xíu, đó là áp lực muốn thể hiện. Ở đây rõ ràng là hai chàng trai này lúc đầu như chúng ta thấy là chỉ có cái nắm tay thôi, nhưng mà do cái không khí đại trường quay nè, chúng ta cũng mong muốn một cái hành động gì đó nó dễ thương hơn, nó thể hiện mạnh mẽ hơn, cho nên các bạn bộc phát ra mà thôi. Bố có nghĩ rằng là mình suy nghĩ lại và cho các bạn ấy một cơ hội hay không ạ? Nếu mà có suy nghĩ kỹ hơn đó thì có thể là do bạn số 4 thì cũng có tôn trọng con gái của bố, chỉ thơm vào trán con gái của bố thôi. Còn bạn số 1 thì hơi bạo dạn quá, bố không có cảm giác an toàn. Dạ. Quyết định cuối cùng của bố là? Quyết định cuối cùng của gia đình nhà gái là xin gia đình số. Gia đình số 1 xin dừng cuộc chơi tại đây ạ. Lý do có phải vì hành động bộc phát là một nụ hôn hay là còn lý do nào khác thưa bố? Ngay cả bố đi, bố đến chương trình cũng rất là rụt rè, không có được thoải mái, mà cháu trai lại quá bạo dạn như vậy thì ngoài đời cháu sẽ còn bạo dạn hơn nữa, bố không có cảm giác an toàn. Còn con trai gia đình số 1 là một chàng trai hướng nội. Thưa bố, thật ra mà nói cái người hướng nội không có bạo dạn để mà làm cái gì ra bằng hành động đâu. Nhưng mà vì muốn chinh phục cô gái này, vì muốn lên sân khấu này, muốn thể hiện là mình có tình cảm với cô gái này, cho nên mới có những hành động bộc phát đó. Bố nghĩ sao? Nhưng mà chương trình cũng phải loại một người mà, đâu thể vào hết ba người. Dạ đâu. Đúng. Cho nên tức là hơi kém một tí xíu thôi. Dạ, mình đặt lên bàn cân phải không bố? Yeah. Đặt lên bàn cân, ba chàng trai thì vẫn dừng cuộc chơi với gia đình số 1. Yeah. Rất tiếc, chúng ta mời cậu con trai gia đình số 1 quay trở lại sân khấu cùng với mẹ của mình để gửi lời chào đến khán giả. Xin mời ạ. Dạ. Hồi nãy á, cái nụ hôn đó là em có hay làm với các cô gái mà em có cảm tình hay không? Em cũng như em cũng chia sẻ một chút là bởi vì là em là một người vốn dĩ khô khan, khi gặp được bạn ấy thì mình vẫn muốn có được cô gái ấy thì đến mình. Yeah. Thì em không biết làm gì cả, thì trong lúc đó em chỉ nghĩ là con trai thì nên hành động. Với lại cái lúc đó là cái cảm xúc á. Dạ. Dạ, cái cảm xúc mà giống như là nó có một cái tình cảm thì con. Dạ. Em nó bộc lộ ra thôi. Dạ. Nhưng mà mẹ nghĩ như thế nào về một nụ hôn trong cuộc sống hiện nay của các chàng trai và cô gái? Mình nghĩ cái đó nó cũng đơn giản thôi. Giờ thế hệ trẻ bây giờ là nó thoáng dữ lắm rồi. Dạ. Thì thí dụ như những cái nắm tay, những cái hôn má hoặc là hôn trán, hôn nhẹ lên thì cái đó là chuyện bình thường xã giao trong xã hội thôi. Dạ. Chứ không có gì hết. Dạ. Thì bên nhà gái là có hơi phong kiến một chút. Dạ. Đó thì mình cũng rất là tiếc. Làm nghệ thuật mà không có thích cho hôn như vậy, rồi em làm người mẫu, rồi có những cái shot hình người mẫu chụp đồ cưới chẳng hạn, rồi sao rồi chụp? Thì lúc đó có về có nói với bố biết không? Lúc làm thì không biết, nhưng mà làm xong rồi thì mới biết ạ. Rồi lúc đó phản ứng của bố như thế nào? Cũng vậy, chấp nhận. Đó, cũng phải chấp nhận thôi. Nhưng mà trong công việc nó khác. Dạ. Yeah. Trong công việc đòi hỏi, tức là trên tinh thần hợp tác làm việc nó khác. Còn này chương trình là tìm hiểu để tiến tới hôn nhân. Dạ. Yeah. Điều này thì bố nói đúng. Rõ ràng với công việc, tính chất công việc thì khác. Còn với tìm hiểu để tiến tới hôn nhân, cũng như có mặt của người lớn ở đây, thì đâu đó mình sẽ chọn cách tiếp cận nó dễ thương hơn. Và đó làm sao
ít gây phản tác dụng. Đôi khi do mình muốn thôi chứ không sao cả. Thôi, mình xui tại vì bố nhà gái như vậy chứ không phải gì cả. Em vẫn cứ bản lĩnh và tự tin, cứ mạnh dạn thể hiện như vậy với những cô gái mà mình cảm thấy mình có tình cảm. Mình hỏi trước đối phương đồng ý thì mình thực hiện hành động đó, nó sẽ tinh tế hơn. Cảm ơn mẹ đã dành thời gian đến với chương trình và chúc em ngày càng công việc thuận lợi hơn nè. Đặc biệt là mang về cho mẹ nàng dâu thật là ưng ý. Ở phần này, gia đình của hai chàng trai còn lại sẽ đem đến chương trình hai món bảo bối đắt giá nhất để chinh phục gia đình thông gia tương lai của mình. Vòng 3 có lẽ là vòng thi gay cấn nhất khi gia đình của hai chàng trai kiên quyết tranh luận và đưa ra những lý lẽ thuyết phục, giải thích tại sao con trai họ xứng đáng được gia đình cô gái lựa chọn. Sau màn tranh luận kịch tính, gia đình nữ chính sẽ chọn ra một chàng trai phù hợp và đặt tiêu chuẩn trở thành con rể của mình. Nhưng cuối cùng cô gái vẫn lên tiếng và nêu cảm nhận của bản thân và đưa ra lựa chọn của mình. Thưa quý vị, đến với vòng 3 là vòng quyết định của chương trình mang tên Thông Gia Song Đấu, sẽ có hai phần rất hấp dẫn. Mỗi gia đình nhà trai cùng đến đây, họ sẽ mang đến một món báu vật để trình với gia đình nhà gái. Hai mẹ sẵn sàng chưa ạ? Dạ, mời hai mẹ. Mẹ cho phép nha, mời mình cùng đoán nha. Dạ, góc cạnh. Góc cạnh nó là một hình chữ nhật. Hình chữ nhật to. Hình chữ nhật to, góc cạnh mỏng khoảng 1 cm. Ở bên trong nó có những chi tiết hình thù khác nhau. Ở bên trong, ở ngoài là góc cạnh cứng. Mình đoán là gì ạ? Một hình chữ nhật, 4 góc cạnh ở ngoài là viền cứng, nhưng ở bên trong nó có những cái chi tiết hình thù khác nhau, chi tiết nổi nha. Em đoán được không? Em nghĩ đấy là một cái bức tranh. Bức tranh. Đó là Đây chắc là ngày sinh của... Dạ không phải ngày sinh. Dạ thưa mẹ, đây cụ thể là cái gì? Dạ xin mời mẹ trình với nhà gái. Chào nhà gái. Là cái số tài khoản của khách sạn. Giống như là hồi lúc đầu cô có nói là hôm nay mẹ con cô tới đây với là một cái tấm chân tình, là muốn tìm một con dâu. Cô hy vọng là con và bên nàng gái chấp nhận con trai của cô. Thì cái số tài khoản này là cái số tài khoản khách sạn mà gia đình cô bao lâu năm nay làm á, dành dụm cũng chỉ gì để cho con cho cái thôi. Cho nên là cô cũng có hứa hồi nãy là nếu mà con chịu con của cô thì cô cũng có sẽ tặng cho nhà mặt tiền. Và gia đình đã có sẵn cái khách sạn này thì tụi con về phát triển, phát huy hơn. Có nghĩa là gia đình mình đang có một cái khách sạn. Yeah. Đây là cái số tài khoản thu nhập, thu chi của khách sạn. Yeah. Yeah. Và nếu mà em về nhà gái là trao luôn cho bên nhà gái cái số tài khoản này để em quản lý luôn, phải không ạ? Dạ. Dạ, nhà trai đã sẵn sàng tươm tất. Đây chính là một cái thông điệp để cho thấy cái sự cam kết của nhà trai về một tương lai. Đâu đó hai bạn đã có sẵn hết tất cả những thứ, chỉ còn thiếu duy nhất, đó chính là hạnh phúc mà thôi. Phải không ạ? Cảm ơn mẹ, cảm ơn em nha. Dạ thưa mẹ, cháu xin phép khám phá bên đây ha. Dạ rồi. Nhọn nha. Nhọn. Nhọn. Cứng. Nó có hai cái nhánh nhọn ra. Cứng. Hai nhánh nhọn khép lại được. Hai nhánh nhọn khép lại được. Càng về dưới thì nó càng to ra và tròn ra.
Cứng, rất cứng. Đây là gì ạ? Cây kéo. Nghe anh Hiếu diễn tả xong thì tưởng là cây kéo. Dạ, để xem đây là gì ạ. Mời mọi người. Đó là dạ đúng là một chiếc kéo phải không ạ? Hồi nãy quý vị giày nè, còn tôi mà mò vô chắc xém là đứt tay tôi rồi. Cũng hên. Dạ, chiếc kéo này chắc chắn là có lý do. Dạ. Mời mẹ nhà trai chúng ta cùng trình với nhà gái. Thì xin thưa với nhà gái là cái kéo này á, là mình tặng cho con trai mình là để giống như là tặng cho nó cái cần để câu cá, chứ không phải là gì mình cũng làm sẵn sắp đặt hết á, thì bé cháu nó sẽ ỷ lại. Cho nên là từ nhỏ tới giờ là cháu nó từ, tức là mình nói chung là người mẹ từ đó bé giờ cũng được ăn học mà kiểu như là cũng khổ cực hơn nhiều rồi á. Cho nên bây giờ là mình muốn là con mình phải tự lập ngay từ bé cho tới lớn. Khi mà bây giờ cháu nó vô đại học rồi, cháu vẫn phải đi làm thêm và đi kiếm tiền để phụ thêm tiền học với mẹ. Cho nên là mẹ mong muốn là con trai của mẹ sẽ thành đạt. Dạ, cảm ơn mẹ rất nhiều. Dạ. Rõ ràng đây là một cái thông điệp mà không cần phải bàn cãi nhiều. Nhà trai đã từng chia sẻ rằng cậu con trai thường phụ mẹ cắt hoa giấy. Phải không ạ? Dạ. Thường phụ mẹ cắt hoa giấy, cho nên đây là cây kéo. Nó không chỉ đơn thuần là một cây kéo, mà nó còn là một cái công cụ lao động mà đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng là một chàng trai chắc không bao giờ làm đâu, phải làm những cái gì đó khác cơ. Nhưng rồi thì bên cạnh việc học, chàng trai ấy vẫn tiếp mẹ cắt hoa giấy cùng với mẹ để trang trải việc nhà và giúp cho mẹ mình đỡ vất vả hơn. Đây là một chàng trai có chí tiến thủ và cầu tiến. Vâng, đó chính là thông điệp. Trong gia đình hạnh phúc cỡ nào đi chăng nữa, chỉ cần chúng ta có ý chí, có quyết tâm thì chắc chắn chúng ta sẽ giữ được hạnh phúc chúng ta bền lâu. Một tràng vỗ tay cho cả hai gia đình nhà trai được không ạ? Thưa quý vị, làm chúng ta càng khó xử hơn. Một bên là cam kết về một tương lai vững chắc, còn một bên chia sẻ về ý chí và nỗ lực hơn người. Vậy thì để xem, khi mà hai gia đình nhà trai phải buộc đưa ra những quan điểm thuyết phục gia đình nhà gái, vì sao không nên chọn cậu con trai gia đình đối phương để cho phép kết đôi với con gái nhà mình, họ sẽ chia sẻ điều gì? Thưa quý vị, như vậy là hai gia đình nhà trai lúc này đang chuẩn bị sẵn sàng đến với một trận thư hùng hấp dẫn nhất của chương trình Thông Gia Song Đấu. Và nhiệm vụ của hai gia đình nhà trai ở phần quyết định này đó chính là hãy đưa ra những lý lẽ để thuyết phục gia đình nhà gái vì sao không nên lựa chọn cậu con trai gia đình nhà đối phương. Thời gian dành cho hai gia đình bắt đầu. Xin chào nhà gái, cô chào cháu Ly. Tôi hy vọng là nhà gái với cháu Ly đây sẽ chọn con trai của tôi. Vì con trai của tôi là rất có nghị lực và có năng lượng tích cực. Cháu từ bé là một đứa trẻ rất là nhút nhát, tự ti. Nhưng vì yêu nghề mà từ năm lớp 12, trong vòng có một năm thôi, cháu đã tự giảm cân từ 103kg xuống còn 70kg. Yeah. Thành công. Wow. Yeah. Khi ở gia đình thì không có ai theo nghề diễn viên gì hết, nhưng mà cháu là vì cái đam mê của mình đã cố gắng vào trường điện ảnh sân khấu, vừa học vừa làm và tự bươn chải để tìm show. Ngoài ra khi học và làm thì còn phụ với cha mẹ là quản lý kinh doanh khách sạn. Dạ. Về tuổi tác thì cháu đây là tốt nghiệp rồi, có công ăn việc làm ổn định, cũng hợp với việc làm của Ly, thì có thể là thông cảm và giúp đỡ hỗ trợ cho Ly trong công việc hơn. Còn nhà con trai nhà bên đây á thì còn là đang đi học. Con ơi, cho cô hỏi là con học năm thứ mấy rồi con? Dạ con học năm nhất. Con học năm nhất, vậy là còn phải 3 năm nữa và mất hết 10 năm nữa thì con mới ổn định sự nghiệp. Mặc dù là bây giờ con đang vừa đi học vừa đi làm, nhưng mà con chỉ là một cái tấm chiếu cải chưa có kinh nghiệm về, thì con không có sẽ bảo vệ gì được cho Ly hết. Còn con trai của cô là cùng nghề với Ly và cũng đã đi làm và sự nghiệp ổn định rồi, thì con trai của cô chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho Ly. Dạ. Dạ, xin thưa với nhà gái là theo như nãy chị bên đây có nói là con tôi là mới năm thứ nhất, giống như một tấm chiếu mới.
Nhưng mà tôi cũng xin thưa là mặc dù là mới nhưng mà cháu rất có nghị lực. Cháu đã coi như là phụ mẹ làm việc từ bé mà đã cầm cái kéo mà cắt từng cái bông hoa rồi làm những cái việc lặt vặt cho mẹ, thậm chí còn quét nhà, dọn nhà lau chùi hết. Không còn cái việc gì mà không làm hết trơn á. Cho nên mình hy vọng là con mình sau này sẽ thành đạt. Với lại nó đã làm được những cái công việc đó rồi á thì nó sẽ sau này nó sẽ phụ vợ, sẽ làm được mọi chuyện trong nhà. Mà con Ly á là em hay đi ra ngoài thì cũng phải có một người ở nhà để mà lo cái công việc ở nhà nữa, chứ không lẽ cả người hai người đều đi hết sao được. Rồi còn như gia đình bên này thì em này là làm bên cái mảng đó, thì với lại em đẹp trai nữa thì đi ra ngoài có thể là có nhiều cô đâu biết được mấy cái chuyện đó. Thành ra hả, nhiều khi hả, tại vì bên gia đình em là cũng thuộc dạng gia đình giàu có mà mẹ thì cũng cưng chiều con nữa. Cho nên là sau này không biết là em Ly về có làm dâu được không, thì lỡ may có xích mích rồi không lẽ mẹ bên ai, bên dâu hay là bên trai. Dạ cho em xin được phép phản biện lại. Dạ thực sự là tất cả mọi người đều nghĩ một người diễn viên phải lăng nhăng, phải không yêu thương thật lòng. Có thể là do cái tính chất nghề nghiệp của tụi em, có thể là mình thả cảm xúc vô nhân vật quá nhiều để người ta tin. Và có thể là những lời đồn xung quanh khiến cho mọi người định hình cái nghề diễn viên là không chung thủy. Và em sẽ làm cái điều đó tan biến. Dạ. Chị, em không đồng ý với cách suy nghĩ của chị. Không phải là nghề diễn viên là sẽ không chung thủy, đẹp trai là sẽ lăng nhăng. Điều đó em hoàn toàn không đúng. Vì theo như em biết là diễn viên là chỉ là cái nghề đam mê của tụi nhỏ. Ly đây cũng là cùng nghề chung với con trai em, thì chắc là Ly cũng sẽ hiểu được cái nghề của con em, vì tụi nó là chung nghề. Cho nên là chị nói như vậy em không đồng ý. Ý là chị không phải nói là em nó lăng nhăng đâu, nhưng mà ý chị nói là em nó đẹp trai lắm mà đi ra ngoài đường ấy, rồi nhiều cô mê, rồi biết đâu được lỡ may phải lòng cô nào thì sao. Đâu phải đẹp trai là cái tội, đẹp trai đó chỉ là một cái lợi thế, một cái lợi thế về ngoại hình. Nhưng mà ý chị nói ở đây á là muốn cho giống như hai em là phải có một em ở nhà. Cũng phải có cái công việc, thỉnh thoảng có người đi người ở, chứ còn này cả hai em đều đi hết á thì nhà bỏ cho ai. Nhiều khi nếu như mà về công việc thì cháu đây là học bên bưu điện thì nó rất là khô khan, và làm việc nhà nước 8 tiếng về nhà thì mệt mỏi và không có thời gian là đưa Ly đi đó, đưa Ly đi làm. Còn trong khi đó con trai của em á là làm diễn viên thì là cùng nghề với Ly, có thể là đưa đón Ly và có thể hỗ trợ cho Ly trong công việc tốt hơn. Nói không phải nói như vậy, không lẽ con cô ế hay sao? Em không có nói như vậy, em chỉ phản bác về những gì là chị nói về nghề diễn viên và cái đẹp trai. Em chỉ phản bác lại như vậy thôi. Nhưng mà theo như chị nghĩ thì là con chị là nó rất là sốc vác ngay từ bé tới giờ, thì khả năng là khi nó lớn lên rồi nó sẽ yêu thương vợ nó. Con trai em cũng vậy, từ nhỏ là đã biết phụ gia đình và lớn lên đi học là cũng đi làm và phụ gia đình quản lý. Và nói chung là cháu rất là có năng lượng tích cực. Khi Ly ở chung với con của em thì năng lượng tích cực của con em sẽ truyền cho Ly. Và Ly là từng đau khổ một lần về tình cảm. Con của em là lớn tuổi hơn con chị và sự nghiệp cũng ổn định. Cho nên là khi mà Ly đến với con của em thì con của em sẽ đảm bảo đem lại hạnh phúc cho Ly. Dạ, em xin phép phản biện trước. Dạ. Thật sự là nếu mà ở chung một ngành nghề với nhau, mà nhất là về nghệ thuật nữa, tụi em sẽ hiểu nhau cần cái gì. Và em nhất quyết em phải giành Ly. Wow. Em chỉ muốn hỏi, tại vì em đã từng trải qua cái giai đoạn trẻ như bạn này, vừa đi học vừa đi làm, mọi thứ rất bấp bênh và sẽ không đủ mọi thứ để lo lắng cho người yêu của mình. Và có khiến cho người yêu mình hạnh phúc hay không?
Dạ. Và em thương Ly, em không muốn Ly phải gặp những cái vấn đề đó. Khi Ly chọn một người để quen, Ly phải hạnh phúc. Dạ. Phải an tâm với tất cả mọi thứ. Và em tin là em làm được. Chàng trai bên kia, em nghĩ sao về quan điểm mà bạn nói về mình? Thực sự thì nãy giờ mọi người á, là nói là về sự nghiệp, là về là như này như kia. Nhưng mà em nghĩ là không ai quan tâm đến cảm nhận của Ly đang đứng ở bên kia đó. Không nghĩ là Ly cần cái điều gì. Thực sự là hồi nãy em ở trong kia em có nghe là Ly đã trải qua 3 mối tình và cũng có cái sự tổn thương trong tình yêu. Thì em thực sự em đến với Ly em sẵn sàng chấp nhận là một người bạn trước, sẽ chấp nhận hết những cái khuyết điểm, những cái gọi là nỗi buồn của Ly. Có thể là em chưa có trải nghiệm bằng bạn ở bên này, nhưng thứ em mang lại cho Ly chính là sự chân thành, không có vẻ ngoài hào nhoáng. Em xin hết ạ. Dạ. Thưa quý vị, tôi nghĩ rằng là hai gia đình đều có sự chân thành nhất định. Nói về nỗ lực, một gia đình đã nỗ lực học tập, nỗ lực làm việc, còn thêm phụ giúp gia đình của mình ngay từ nhỏ cùng với mẹ của mình với việc cắt những bông hoa giấy nho nhỏ để góp phần nuôi sống cả một gia đình. Còn một bên cũng vượt qua một nghị lực đó chứ. Anh ấy giảm từ 103kg xuống còn 70kg trong vòng một năm. 33kg thưa quý vị, 33kg chứ không phải 3kg, là một con số cực kỳ kinh khủng cho thấy cái nỗ lực bền bỉ để phát triển bản thân mình. Và giờ đây, rõ ràng, cộng với nền tảng gia đình tốt đã sẵn sàng cho bước đường hôn nhân, nhà gái chắc chắn phải cân nhắc thật kỹ. Bây giờ, thời gian hội ý dành cho nhà gái bắt đầu. Thời gian hội ý dành cho nhà gái đã hết. Em hồi hộp không? Có ạ. Chắc chắn là trong lòng em đã có lựa chọn rồi, đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Vâng, thưa quý vị, cô gái xinh đẹp của chúng ta đã có lựa chọn. Nhưng cô ấy chỉ được cất lên tiếng nói lựa chọn của mình sau khi nhà gái đưa ra quyết định cuối cùng. Xin hỏi chị họ, chị nghiêng về bên nào? Chị thì chị nghiêng về bên nhà số 3. Nhà số 3. Thứ nhất là chị thấy bạn á có làm cùng công việc với Ly thì chắc là bạn sẽ thấu hiểu được nhiều. Rồi hai người có thể hỗ trợ cho nhau. Cái thứ hai là về kinh tế, bạn cũng có, cũng vững chắc. Thì chị nghĩ là nhà số 3. Còn mình trong vai trò là một người bạn, nghiêng về bên nào theo lựa chọn chủ quan của mình? Em thì không nghiêng về bên nào hết, tại vì bên nào thì cũng sẽ có cái tốt và cái xấu. Thì em có một câu hỏi muốn đặt ra là khi mà Ly về nhà làm dâu của hai cô thì hai cô có bắt Ly phải làm một người con dâu tận tảo ở nhà hay không, hay là soi mói công việc của Ly là phải đi nhiều mọi lúc mọi nơi hay không, hay là đã có một công việc ở nhà rồi bắt buộc bạn phải đi theo cái nghề của gia đình? Tại vì gia đình số 3 thì có ngành khách sạn. Dạ. Gia đình số 4 thì có ngành cắt giấy. Thì gia đình nào thì cũng có cái cần cái người để mà nói tiếp cái sự nghiệp. Thì em thắc mắc là không biết là hai cô có bắt buộc Ly phải dừng cái ước mơ của mình, dừng cái đam mê của mình để mà đi theo con đường của gia đình của hai cô hay không? Thưa nhà gái, cũng như là cô đã nói từ vòng trước là cô là cho con cô là độc lập riêng, cho nên là con cô cũng đã biết về kinh doanh. Thì con cô vẫn theo ngành nghề của con cô rồi đi, nhưng mà vẫn có quản lý, chỉ là sổ sách có người kế toán làm hết, cho nên là hai cháu đây không phải làm. Cô thì rất là tôn trọng quyết định của con cô, miễn sao con cô hạnh phúc là cô vui rồi, cô không có ép uổng gì hết. Nghĩa là với mẹ nhà số 3, nếu mà con dâu cưới về, không bắt con dâu chỉ ở nhà lo việc nhà, hoàn toàn cho con dâu theo đuổi đam mê. Mẹ nhà số 4 thì sao ạ? Cưới về có bắt con dâu ở nhà không, hay là cho con dâu làm nghệ thuật thưa mẹ? Theo ý mình á, thì là mình tôn trọng con dâu mình. Tức là cháu thích làm nghề gì thì để cho cháu làm nghề đó. Vì cái đam mê từ nhỏ thì con mình cũng vậy, con mình thích
cái môn gì, cái nghề gì thì cháu sẽ theo cái nghề đó, chứ mình không thể ép được, bởi vì ép thì sau này cháu cũng bỏ thôi à. Dạ, chắc chắn là ba cũng nghe được hai trợ thủ đắc lực hai bên có những cái quan điểm và đâu đó có câu hỏi để gợi mở thêm cho mình. Quyết định cuối cùng của ba nhà gái, đâu là chàng trai mà ba chọn để cho phép kết đôi với con gái nhà mình? Xin mời quyết định của ba bắt đầu. Đầu tiên là xin cho bố được chia sẻ chút xíu về con gái của bố. Là con gái của bố là tuy còn nhỏ nhưng mà rất mạnh mẽ, có thể vượt qua những thứ vấp ngã hay khó khăn về tình cảm hay vật chất để trụ tới ngày hôm nay, để đi theo con đường mà con gái của bố lựa chọn là showbiz. Con gái của bố thích làm model hay là ca sĩ gì đó, bố quyết định là tôn trọng sở thích của con, đam mê của con. Đó là chia sẻ chút xíu về con gái của bố. Còn về hai con trai, đứng về vị trí của người bố là bố đều thương hai con hết. Đắn đo suy nghĩ nhưng rồi vẫn phải đưa ra quyết định. Tiệc vui nào cũng phải bàn. Bố coi hai con giống như con trai của bố vậy. Nhưng xin hai phụ huynh và hai cháu cũng hiểu cho tấm lòng của bố mẹ. Tại bố cũng chưa có lo gì được cho con gái. Để một tràng vỗ tay cổ vũ tinh thần cho bố. Mỗi ngày bố phải chở con gái đi các show này show kia, trình diễn khắp nơi các quận huyện của Sài Gòn, dầm mưa dãy nắng, bố rất là đau lòng. Cho nên bố quyết định là bố sẽ chọn. Con trai số 3 sẽ chăm sóc được cuộc sống của con gái của bố. Và con trai số 4 đừng buồn, bố sẽ nhận con là con nuôi. Bố sẽ là người bố tinh thần. Khi con tốt nghiệp đại học, bố sẽ làm một bữa tiệc để khuyến khích tinh thần của con. Cảm ơn bố. Dạ, đó là quyết định về cuộc chơi cũng như quyết định lựa chọn của nhà gái đã chọn cậu con trai gia đình số 3 cho phép kết đôi với con gái nhà mình, và cũng như gợi ý muốn nhận cậu con trai gia đình số 4 là con nuôi. Dạ, theo như bố chia sẻ, có phải vì bố thấy con gái của mình cũng đã trải qua một tuổi thơ gắn bó đam mê với công việc của mình khó khăn, bố muốn chọn một gia đình bên cạnh sự yêu thương thấu hiểu là phải có tiềm lực một chút xíu để chấp cánh cho con mình tiếp tục đam mê đó để đỡ vất vả hơn, phải không thưa bố? Dạ đúng. Dạ, chúng ta cũng dễ hiểu, người làm cha làm mẹ mà khi thấy con gái của mình đứng trước một ngưỡng cửa, mà đặc biệt có hai gia đình nền tảng tốt như vậy, thì việc mình cân đo đong đếm cái nào lợi hơn và cái nào thiệt hơn cũng phải thôi. Gia đình nhà trai số 4 nghĩ sao khi gia đình nhà gái chia sẻ như vậy? Nói chung là mình rất là cảm ơn bên nhà gái vì đã nhận con trai mình làm con nuôi. Dạ, thật ra lời gợi ý của gia đình nhà gái đâu đó cũng thấy cái thiện chí dành cho mình. Chúc cho cô và em sẽ luôn luôn tự tin vào bản thân của mình nè. Mình tiếp tục yêu cuộc sống, tiếp tục lao động hăng say. Còn em trai nghĩ như thế nào về lời gợi ý nhận làm con nuôi của gia đình nhà gái ạ? Dạ, đầu tiên thì em cũng xin rất là cảm ơn những lời đề nghị của từ bác họ nhà gái ạ. Nhưng mà thực sự thì em nghĩ là gia đình mình hiện tại có thể chưa giàu về vật chất, nhưng cái thứ mà gia đình của em, mẹ em và em không bao giờ thiếu đó chính là cái tình cảm và cái ý chí. Em nghĩ là mẹ, thực sự là con bây giờ con chỉ mới 21 tuổi, nhưng mà con nghĩ đến cái độ tuổi 23 và con hứa với mẹ là con sẽ làm được nhiều, nhiều hơn nữa để cho mẹ phải tự hào. Thực sự là em nghĩ là thực sự thì mình có ý chí mình có thể làm được mọi thứ, chứ nói gì đến làm giàu.
nghĩ là em sẽ phấn đấu và coi đây cũng là một cái bài học, một cái động lực để em cố gắng trong tương lai. Dạ. Xin cảm ơn. Chúc cho em nỗ lực cố gắng học tập thật tốt và trở thành một người con trai xứng đáng để người khác phải lựa chọn mình vì mình xứng đáng. Cảm ơn em. Ơn. Cảm ơn mẹ và em đến với chương trình. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ, xin mời ạ. Gia đình mình, thứ nhất là được ba nhà gái đã chọn rồi. Bây giờ là thời khắc quyết định. Cô gái đang đứng bên kia, nãy giờ lắng nghe tất cả những câu chuyện đã diễn ra tại sân khấu này. Ngay bây giờ, Trương Điệp Ly, hãy thật sự bình tĩnh sau tiếng đếm của anh Phương Hiếu 1, 2, 3. Nếu như em đồng ý với lựa chọn của bố mình, chọn chàng trai này cho phép kết đôi với em, em hãy di chuyển về phía chàng trai ấy, nắm tay chàng trai ấy, và xem như màn kết đôi ngày hôm nay thành công, đồng nghĩa với việc em đồng quan điểm lựa chọn với bố mình. Còn nếu em không đồng ý, nghĩa là em có điều gì lớn cấn và chưa muốn kết đôi với chàng trai này, thì hãy đứng tại chỗ, màn kết đôi ngày hôm nay không thành công. Bố có muốn nói gì với con gái trước thời khắc quyết định này không thưa bố? Bố tôn trọng quyết định của con, dù bất cứ cái gì con quyết định thì bố vẫn tôn trọng. Dạ. Hãy đặt tay lên tim, lắng nghe trái tim của mình nha. Ba tiếng đếm của anh Hiếu trôi qua nhanh thôi, lắng nghe tiếng lòng của mình. 3, 2, 1. Anh Hiếu ơi, em thấy có mấy cái hình mạng ở trên Facebook như vậy nè anh Hiếu, thì em cảm thấy là rất là bức xúc. Tại vì nếu mà những cái người như vậy, tại sao mà nhà bên này không chọn những cái người đầu tiên hoặc là người thứ hai mà lại đi chọn như vậy, thì quá tội nghiệp cho cô gái đi ạ. Nguyễn Trần Huy Lâm Facebook em đúng không? Dạ đúng. Dạ. Anh thì anh thấy tấm vừa rồi nó cũng... Em thấy sao? Em thì em nghĩ là em sẽ... hỏi lại. Hỏi lại? À, hỏi bên đây. Thật ra là với góc nhìn của Phương Hiếu thì chắc là khán giả tại trường quay cũng không có thấy được hình này. Hình hai chàng trai chụp đầu hơi sát nhau thôi. Hiếu nghĩ là bạn là diễn viên mà thì nó bình thường thôi mà. Nhưng mà em có thể giải thích. Dạ. Lại một lần nữa em phải giải thích về vấn đề nghề nghiệp. Dạ. Là một người diễn viên, là mọi người phải áp đặt là quen con trai hay là thích con trai hay cái gì đó. Đó là một cái chuyện em đã nói là muôn thuở và mọi người quy định nó là như vậy. Và em phải xóa tan cái lời đồn đó. Thực sự nếu như em với bạn đã có tình ý gì, hay là tất cả những bạn nam khác đồng giới với em có tình ý gì, thử hỏi em có dám public, em có thể công khai đăng lên Facebook của em được hay không, nó là ảnh hưởng đến nghề nghiệp của em. Và em cũng không có mặt mũi nào đem đến với chương trình. Dạ. Đó là một câu trả lời ngắn nhưng đầy đủ mọi thứ mà em muốn gửi đến cho tất cả quý vị khán giả. Em có câu trả lời rồi đúng không? Thật ra cái điều này anh thì anh biết Duy nha. Dạ. Thật ra anh biết Duy, nhưng mà anh không biết vì lý do gì em xông lên sân khấu. Anh biết là em cũng rất là nhiệt tình với chương trình để đến đây, nhưng mà đúng là có cái bạn đầu tiên đã dừng cuộc chơi á. Nhưng nếu em vì bức xúc thay bạn, tưởng bạn chạy lên bạn nói gì thì mình còn. Tại vì á, nếu như mà không làm rõ vấn đề này thì rất là tội nghiệp cho cái bạn đầu tiên và em là ở trong cộng đồng. Thì em thấy á, là dù nam hay nữ gì á thì cũng được, cần được cái sự yêu thương mà hồi nãy nói như vậy, giống như là đang bị toxic quá anh. Còn nếu như mà bạn chọn một cái người mà thực sự là bạn Lâm đây, mà nếu mà bạn Lâm không phải là nam,
mà bạn Lâm là quen nam được, quen gái được thì rất là tội cho cô gái ạ. Dạ, nhưng mà rõ ràng là người trong cuộc khẳng định rồi. Thật ra cái việc mà chúng ta soi mói về giới tính của người khác á, là cái việc hết sức tào lao. Thời buổi này ai cũng có quyền lựa chọn giới tính cho mình hết á. Và dù cho em là người trong cộng đồng, em có bức xúc về cái chuyện lúc nãy, chắc là bố cũng muốn vui thôi, muốn hỏi kỹ về chàng trai số 1. Đâu đó mình cũng hơi lỡ lời một chút xíu, hỏi về điều đó để cho nó rõ thì nó làm nhạy cảm đến em. Thì mình cũng có không nên như vậy. Mình không nên như vậy. Và qua đây sẵn em có lên rồi thì Lâm đã nói điều đó và khẳng định một lần nữa rồi. Cho nên là anh nghĩ rằng là mình nên em rời khỏi sân khấu để chương trình tiếp tục được không ạ? Không sao cả nha, đừng nên hỏi người khác về vấn đề giới tính như vậy nữa. Thật sự là ai cũng có những thắc mắc của riêng mình và bạn đó hỏi không sai. Dạ, qua đây thì Lâm cũng đã khẳng định điều đó, thì bốn nhà gái hãy yên tâm nha. Dạ, em đã có câu trả lời rồi phải không nào? Dạ ừ. Mình vẫn giữ quyết định chứ nhờ. Vâng. Tại vì đâu có gì xảy ra đâu phải không nào? Vậy thì vỗ tay thôi đó quý vị. Nào, nói với bạn một câu gì? Nhớ nha, đây là cô gái rất là cần cái sự yên tâm, cần cái sự vững tin. Sau 4 vòng anh thấy em vẫn còn ngại ngùng. Anh quyết định anh sẽ là một người bạn trước tiên, bên cạnh của em lắng nghe thấu hiểu những điều em chia sẻ. Anh tôn trọng ý kiến của em, tại vì tất cả mọi thứ thời gian nhanh quá. Anh sẽ không ích kỷ. Anh có thích em đúng, nhưng tôn trọng và anh phải khiến cho em thích anh. Mình còn thời gian. Mẹ đã chứng kiến khoảnh khắc này và Hiếu tin rằng ngay lúc này cái người hạnh phúc nhất đó chính là những người làm cha, những người làm mẹ. Mẹ đã dành hết tất cả những sự phản biện của mình, đưa ra những cái quan điểm thấu đáo để thuyết phục gia đình nhà gái chọn con trai mình. Giờ đây chúc mừng mẹ. Thưa quý vị, rõ ràng là sóng gió chỉ làm cho cuộc sống của chúng ta thêm tuyệt vời hơn khi mà chúng ta vượt qua được nó. Chương trình ngày hôm nay cũng vậy, những tưởng có rất nhiều sóng gió đến, nhưng chính sự chân thành của những người trong cuộc, sự cam kết, sự khẳng định đã giúp cho chúng ta về đích thành công. Và tôi xin tuyên bố, màn thông gia sóng đấu ngày hôm nay, sự kết đôi của đôi bạn trẻ thành công tốt đẹp. Thưa quý vị, vẫn với sứ mệnh của chương trình như là một chiếc cầu nối để những chàng trai và cô gái độc thân tìm kiếm đến nhau nhanh hơn. Hy vọng hai bạn sẽ có thời gian tìm hiểu nhau và trải qua những cảm xúc tình yêu thật dễ thương. Và nhớ rằng điều mong mỏi nhất là ở người bố, người mẹ của hai bạn đang mong hai bạn có một cái happy ending thật là tuyệt vời. Chúc hai bạn trải nghiệm thật lý tưởng và nhớ gửi tin vui về cho chương trình nha. Và thưa quý vị, đây cũng chính là cảm xúc thăng hoa mà chúng tôi gửi đến cho quý vị khán giả vẫn đang còn ngồi trước màn ảnh nhỏ đến giờ phút này. Hy vọng rằng với khung giờ quen thuộc của chương trình 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7, mong quý vị đừng quên chương trình Thông gia sóng đấu do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sunrise Media thực hiện. Chúc quý vị một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn em. Dạ. Cảm ơn ba. Dạ. Dạ. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.